6 kiểu tư duy của người làm mãi vẫn nghèo. Không phải điều kiện thua kém, mà tư duy là điểm khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo. Vậy những yếu tố nào để phân biệt tư duy giàu, nghèo? Đánh đổi thời gian lấy tiền bạc. Thi thoảng chúng ta sẽ gặp cảnh người bán, người mua dành nửa buổi để mặc cả giá bán mớ rau. Hoặc có người gặp bạn bè là đứng tám chuyện cả ngày khiến việc khác bị ngưng trệ. Đây chính là tư duy của người chẳng thể giàu. Những người không cảm thấy thời gian quý giá, chỉ biết than phiền, được cho là sẽ không bao giờ có thể thoát nghèo. Người giàu không lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Họ không ngừng học hỏi, xây dựng mối quan hệ, tích góp vốn để mở đường cho thành công ở tương lai. Tiền hết có thể kiếm, nhưng thời gian trôi qua chẳng bao giờ có thể lấy lại. Thời gian đáng giá ngàn vàng, không chỉ là những việc đem lại ít lợi ích mà tiêu tốn nó một cách vô nghĩa. Điều tiếp theo đó là xem nhẹ mục tiêu cá nhân. Một món đồ có đủ 3 kích cỡ, lớn, vừa, nhỏ, nhưng đều giảm giá như nhau. Theo kinh nghiệm của nhân viên bán hàng, những người bình thường sẽ mua loại lớn vì nghĩ rằng sẽ tiết kiệm được tiền, còn người giàu thường mua loại phù hợp với nhu cầu của bản thân. Đây là ví dụ điển hình cho tư duy của người nghèo, tập trung tìm kiếm lợi ích mà bỏ qua mục tiêu của bản thân. Một cặp vợ chồng mua nhà nhưng không đủ tiền đặt cọc. Người chồng muốn tích góp thêm thời gian nữa nhưng người vợ lại nằng nặc muốn mua ngay lập tức. Kết quả, họ vay mượn khắp nơi để mua nhà. Cặp vợ chồng này ngay từ đầu đã vướng lỗi tư duy. Nguyên nhân không phải họ đủ tiền hay không, mà quan trọng nhất là việc mua nhà thực sự cần thiết hay không. Tư duy người nghèo thường xác định có làm được việc hay không, trong khi người giàu họ đề cao mục tiêu của hành động. Với chuyện mua nhà, người nghèo sẽ nghĩ ngay đến vấn đề đặt cọc bao nhiêu tiền, thu nhập có đủ trả tiền vay, mua nhà nào thì hợp túi tiền. Còn với người giàu, câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu họ đó là có cần thiết phải mua nhà, muốn mua thì căn nhà sẽ như thế nào? Tiếp đó, họ mới triển khai kế hoạch để đạt được mục đích. Lối suy nghĩ tiếp theo đó là sự hạn chế mọi khả năng. Sự mệt mỏi khi quyết định là một khái niệm của kinh tế học hành vi. Khái niệm này chỉ rõ, càng đưa ra nhiều quyết định trong thời gian ngắn, năng lượng lại càng cạn kiệt. Từ đó chúng ta không còn sức để đánh giá ưu nhược điểm của một vấn đề, dẫn đến nhiều quyết định mang tính ngẫu hứng. Ví dụ khi mua nhà, người bình thường sẽ chỉ chú trọng vào giá cả vì quen với việc so sánh giá khi mua một thứ gì đó. Bởi vậy, chọn nhà có giá trị thấp, bất chấp có những yếu tố chưa hợp lý là xu hướng chung của những đối tượng này. Tuy vậy, đây lại là cốt lõi của khái niệm tư duy nghèo túng. Như khi mua nhà mà có những hạng mục chưa hợp lý, dù giá trị bỏ ra rất thấp, bạn vẫn mất nhiều thời gian để sửa sang. Rất có thể chẳng tiết kiệm được bao nhiêu mà còn lãng phí thêm tiền bạc. Nếu chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt, rất có thể thắng được trận nhỏ nhưng thua cả trận lớn. Điều tiếp theo trong mục sẻ chia này đó là sự lười nhác. Lười ở đây không hẳn là lười lao động, mà là lười thay đổi, lười vận động và lười tham vọng. Có một người nghèo khó là một công việc thu nhập thấp chẳng đủ ăn tiêu, nhưng ngày tháng vẫn tiếp tục công việc đó, không nghĩ đến làm thế nào để có công việc tốt hơn, thu nhập cao hơn, thì đó là một kiểu lười. Lười học hỏi để có thêm kiến thức, năng lực, lười phấn đấu đạt vị trí cao hơn, lười thay đổi vì sợ khó, sợ vất vả. Bên cạnh đó, có những người lười lao động, dựa vào gia đình, cha mẹ giống như cây tầm gửi để tồn tại. Người Anh từng đưa ra định nghĩa NET, nó có nghĩa là Not in Education, Employment or Training. Đó là một từ viết tắt để chỉ nhóm người không có học vấn, không nghề nghiệp và không được đào tạo. Họ không đóng góp sức lao động cho xã hội và tách khỏi sự cạnh tranh xã hội, không có thu nhập kinh tế, hoàn toàn ký sinh vào gia đình. Những người như vậy không thể nào có được một cuộc sống độc lập và chủ động, mà mãi mãi dựa vào những người khác để qua ngày. Sự lười biếng khiến họ mãi mãi là một phần ký sinh, nghèo khó của xã hội. Điều thứ tư đó là luôn suy nghĩ tiêu cực.
Nếu có một ngọn núi trước mặt, người tư duy nghèo nàn sẽ nghĩ ngay đến việc những trở ngại dễ buông xuôi. Khi được giao nhiệm vụ liên hệ với đối tác, họ sợ thất bại, sợ bị từ chối hoặc bị người khác xem thường. Một người nếu bị chi phối bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ chẳng thể tiến bộ. Với người giàu, khi gặp bất cứ tình huống vấn đề gì, dù khó khăn đến đâu họ cũng đều tin rằng bản thân sẽ làm được, đồng thời nghĩ cách giải quyết vấn đề. Khi ai đó xung quanh thành công, người giàu sẽ tìm cách thiết lập mối quan hệ và học ngay chiến lược của người này. Còn với người nghèo, khi nghe tin người khác đã thành công, họ sẽ phán xét, chế giễu và thậm chí so sánh họ ngang hàng với mình. Suy nghĩ này khiến người nghèo không thể nào thoát khỏi thế giới của họ, vì năng lượng tiêu cực rất dễ lan truyền. Điều thứ 5, an phận và không dám chấp nhận rủi ro. Nhiều người bằng lòng với cuộc sống hiện tại, luôn nghĩ rằng mọi thứ ổn định sẽ bình yên. Tuy nhiên, bình yên là được bao lâu? Ổn định không có nghĩa là an toàn. Đau ốm, tai nạn, mất việc luôn xảy ra bất ngờ và đủ để hủy hoại cuộc đời một ai đó. Nếu bạn không có tiền, chẳng có gì được gọi là an toàn. Nếu nghèo mà không dám chấp nhận rủi ro, thì cuộc sống không có lối thoát. Tuy nhiên, việc chấp nhận rủi ro không giống như đánh bạc. Đánh bạc bạn có thể mất tất. Bạn cần có tinh thần sẵn sàng đối mặt với những nguy hiểm, kể cả những khi an toàn, và luôn dũng cảm tiến lên phía trước. Người nghèo tập trung vào những trở ngại, còn người giàu tập trung vào cơ hội. Người nghèo luôn đưa ra những lựa chọn dựa trên nỗi sợ hãi. Họ luôn tìm kiếm được những điều sai trái trong mọi tình huống và những sai sót có thể xảy ra. Thay vì tìm cách kiểm soát, vượt qua, họ lại suy nghĩ quá nhiều về những trở ngại này. Từ đó mất tự tin và không muốn chấp nhận rủi ro. Tư duy quyết định đẳng cấp. Bởi vậy, muốn thay đổi vận mệnh, cần phải thay đổi từ ngay chính tư duy của bạn. Trên đây là 6 kiểu tư duy làm mãi vẫn nghèo. Điểm khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo chính là tư duy. Có tiền và điều kiện chưa chắc mua được đẳng cấp và sự thua kém tư duy. Hy vọng bài viết chia sẻ này của chúng tôi sẽ đánh thức trong bạn những tiềm tàng và sự mạnh mẽ trong tư duy của bạn. Hãy follow kênh và ủng hộ cho chúng tôi và gửi về cho chúng tôi những câu hỏi. Trầm Hương Thiên Đức chúc anh chị an nhiên và thành công trong cuộc sống.